Năm nay ra mẫu kính rất là hot và nhà em có đủ mẫu dành cho những chị em nào mà hay đi xe mà muốn cái đôi mắt của mình được bảo vệ, không bị lung lay về cái đôi kính của mình á, là nhanh tay tham khảo nha. Đây, mẫu đầu tiên, đây là cái mẫu rất là xinh nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Đeo lên form rất là xe. Mà mình đi xe á, xe máy, xe đạp, xe á thì nó sẽ ngăn được cái lực cản của gió nè. Đó, nó sẽ ôm xếp vào mặt luôn nha mọi người. Đây là màu trắng nha. Đó, gọn đen màu trắng. Đây, tiếp theo là cái màu rất là hot và rất là nổi bật, đó là màu dạ quang. Màu này cũng rất là sang nha. Đây mọi người. Đó, mẫu này rất là sang, rất là xinh luôn, tự tin hẳn ra luôn. Cái màu sắc ở bên ngoài của nó không ảnh hưởng gì ở phía bên trong hết, là bên trong nhìn rất là sáng nha, cực kỳ sáng luôn. Đây mọi người nhìn nè, cái gọng của nó màu xanh nè, ở trước này nó bóng nè, rất là đẹp ha. Rồi màu trắng nha mọi người, hôm bữa vừa là cháy hàng khét nghiệp những mẫu kính như thế này luôn nha mọi người, rất là sang, rất là xinh nha. Mình đi xe đạp điện, đi xe máy, đi xe ô tô hoặc là đi xe đạp cuộc cũng rất là sang, rất là phong cách nha mọi người. Đó, đeo lên là thấy thích liền luôn á, là cái màu hồng yêu thích của em. Đây mọi người, rất là nổi trội luôn, rất là baby nha. Kính này là đeo cực kỳ sang chảnh, trời ơi, nhìn lên cái phơm kính tưởng đâu là kính máy hiệu không à. Đây, phơm kính rất là sang, tự nhìn ra rất là sáng. Mà những cái màu như này thì nó sẽ không làm bị đau mắt, chói mắt khi mà đi ngoài đường, trời thời tiết quá nắng nha mọi người. Nó ôm xếp vào luôn. Cái này đặc biệt là dành cho nam và nữ đều có thể đeo được nha. Trời ơi, sang cực kỳ luôn nha mọi người. Đó, lên cái phơm này nó sáng hẳn cái mặt mình ra luôn á. Rất là tây nha. Đây, cái màu cũng rất là mê của mình đây. Cái màu này mình cũng rất là thấy dịu mắt. Cái này là mình đi ban đêm cũng rất là ok, khá là tuyệt vời nha mọi người. Về những cái màu kính như này gọi là quá ưng nha. Rồi, bắt đầu là em sẽ chụp mẫu cho mọi người thấy nha. Ok. Nhớ mày thích những cái mẫu kính nào á, nhanh tay inbox cho em nha.